chóng, hiệu quả, đạo đức, chuyên nghiệp, đội ngũ giảng viên tận tình, đảm bảo 100% nhận lại kết quả cao. Đây chính là nơi chấp cánh những ước mơ. Đó là những cam kết đầy hấp dẫn của nhiều đối tượng lừa đảo chứng chỉ Anh văn hiện nay. Vậy, liệu với những chiêu trò lừa đảo đầy tinh vi, những ước mơ đó sẽ chấp cánh bay về đâu? Các bạn sinh viên thân mến, hỗ trợ ôn luyện tiếng Anh lấy bằng cấp tốc với những lời chào mời đầy mùi mẫn như đảm bảo thi là đậu, thanh toán sau khi nhận bằng, đạt điểm như mong muốn ngay từ lần thi đầu tiên đều là những quảng cáo không khó để chúng ta bắt gặp trên các trang mạng xã hội như hiện nay. Thế nhưng, nếu như các bạn có mong muốn sở hữu một tấm bằng Anh văn đạt chuẩn thông qua các phương thức quảng cáo như trên thì hãy thật sự cẩn trọng. Bởi vì rất có thể đây chính là vỏ bọc của thủ đoạn lừa đảo đầy tinh vi mà hiện nay nhiều đối tượng lừa đảo đang thực hiện. Đối với bản thân mình thì việc có cho mình cái chứng chỉ Anh văn rất là quan trọng, thuận tiện hơn trong các việc apply và công việc sau này. Đầu tiên mình sẽ dùng cái chứng chỉ tiếng Anh để tốt nghiệp tiếng Anh đầu ra cho trường và dùng cho công việc sau này của mình. Theo mình thì chứng chỉ tiếng Anh rất là quan trọng, tại vì nó là yếu tố để cho mình có thể tốt nghiệp ra trường đúng hạn và tăng lợi thế cạnh tranh so với các bạn khi vừa ra trường. Mình nghĩ các sinh viên hiện tại mà dễ bị lừa đảo bởi các trung tâm Anh ngữ là do họ ham rẻ và chưa có kinh nghiệm. Thì những cái trung tâm mà khi họ đưa ra cái mức giá quá rẻ thì nó sẽ không đảm bảo được cho mình là cái chuẩn đầu ra của mình. Mình thấy là cái việc này nó đang rất là phổ biến và mình nghĩ là cái việc này là nó do các bạn đang bị thích cái chi phí học tập rẻ, với lại là các bạn khá là gấp rút để tìm một cái trung tâm học mà cho nó kịp cái mục tiêu các bạn. Và chắc là do các bạn không có nhiều người để tham khảo ý kiến nên là các bạn dễ bị trúng những cái trung tâm trá hình. Mình nghĩ cái việc này nên nhìn từ hai phía là chủ quan và khách quan. Chủ quan là do các bạn sinh viên chưa chuẩn bị kỹ nên là dẫn đến cái việc là tìm hiểu về các trung tâm sơ sài. Và khách quan là do các trung tâm tiếng Anh lợi dụng cái việc các bạn sinh viên đang đi tìm chứng chỉ gấp để lợi dụng và lừa đảo các bạn. Chính vì nhu cầu học tiếng Anh của các bạn sinh viên, đặc biệt là những bạn sinh viên năm cuối phải nộp chứng chỉ để đủ điều kiện xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ của các trường đại học, mà thực trạng lừa đảo chứng chỉ Anh văn trở nên báo động hơn bao giờ hết. Thực trạng này xuất phát từ hai trường hợp. Một, các đối tượng cố ý tìm đến các dịch vụ thi hộ, mua bán bằng cấp để làm giả chứng chỉ vì tâm lý muốn ngồi mát ăn bát vàng hay vì nước đến chân mới nhảy của nhiều bạn sinh viên mà đã không ngại lựa chọn những gói thi hộ chứng chỉ tiếng Anh bao đỗ đầu ra. 2. Các nạn nhân bị sập bẫy bởi những kẻ lừa đảo, những trung tâm ngoại ngữ trá hình. Trong trường hợp này, lợi dụng nhu cầu thi lấy chứng chỉ Anh văn cùng với sự nhẹ dạ cả tin của hầu hết các sinh viên, nhiều đối tượng lừa đảo đã lập nên các trung tâm ngoại ngữ trá hình với những lời chào mời đầy hấp dẫn nhưng tiềm ẩn những cái bẫy lừa đảo khiến nhiều nạn nhân tiền mất tật mang. Các hình thức trên hầu hết đều sẽ có một quy trình lừa đảo gồm các bước như sau. Bước 1. Tiếp cận học viên qua các bài quảng cáo trên không gian mạng. Các đối tượng thường quảng cáo dịch vụ ôn luyện, hỗ trợ lấy bằng cấp tốc trên các kênh online như mạng xã hội, website, diễn đàn. Để tạo dựng lòng tin của học viên, các đối tượng thường đăng tải nhiều hình ảnh chụp màn hình tin nhắn báo đỗ, nhận được chứng chỉ của các khách hàng từng được hỗ trợ. Bước 2. Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc. Khi có học viên liên hệ, bên lừa đảo sẽ tư vấn nhiệt tình, giải đáp mọi thắc mắc và liên tục cam kết thi bao đậu, không đậu hoàn tiền. Ngoài ra, chúng cũng sẽ giả mạo một cách chuyên nghiệp nhất bằng cách yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân như họ và tên, số điện thoại, email, loại chứng chỉ mong muốn, mức điểm mong muốn, v.v. Bước 3. Báo giá và yêu cầu thanh toán. Tùy theo các chứng chỉ muốn đạt được hoặc khoảng thời gian muốn đạt được chứng chỉ, bên lừa đảo sẽ báo giá cho học viên. Hầu hết, số tiền mà bọn chúng lừa đảo với mỗi nạn nhân sẽ từ 10 triệu trở lên. Sau khi báo giá, chúng sẽ yêu cầu học viên phải chuyển khoản tiền từ 50% đến 100% lệ phí. Bước 4. Thực hiện hành vi lừa đảo. Ngay sau đó, bên lừa đảo sẽ gửi tài liệu ôn thi cho học viên ôn, nhưng sự thật đó lại là những tài liệu sơ sài, không chính thống. Và học viên cũng chỉ nhận lại những góp ý chữa bài chung chung, không hề giúp ích trong quá trình ôn luyện. Trong một chiều hướng khác, với những bên nhận thi hộ, chúng không hề dự thi như cam kết, mà thay vào đó chúng sẽ cung cấp kết quả thi giả cùng với chứng chỉ giả cho những nạn nhân. Các bạn có thể thấy, chỉ với một quy trình 4 bước mà đã có thể lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm, hàng ngàn con người. Để rồi khi các nạn nhân thi không đỗ, liên hệ lại thì đến lúc này, các đối tượng đã cao chạy xa bay từ lúc nào không hay. Mất một số tiền lớn nhưng nhiều nạn nhân lại phải ngậm trái đắng vì chiêu trò lừa đảo chứng chỉ Anh văn. Bỏ ra hơn chục triệu nhưng có người thì bị lừa bằng cấp giả, có người còn chẳng thi đậu.
chưa kể đến việc vì tấm bằng giả của bọn lừa đảo cấp mà nhiều học viên đã bị kỷ luật và đình chỉ học. Riêng đối với trường Đại học Văn Lang, theo khung xử lý kỷ luật sinh viên, xử lý theo quy chế, việc sinh viên nhờ thi, kiểm tra thay hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả đều sẽ lập tức bị đình chỉ học tập một năm ở lần vi phạm đầu tiên. Nếu tiếp tục vi phạm lần hai, sinh viên sẽ bị buộc thôi học. Trong trường hợp sinh viên vi phạm nghiêm trọng như tổ chức, cấu kết vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Như vậy, dù cố tình hay bị lừa đảo, hậu quả đều rất nghiêm trọng và đáng để mọi người, đặc biệt là các bạn sinh viên cần phải hết sức lưu ý. Hy vọng rằng câu chuyện tiêu điểm ngày hôm nay sẽ giúp các bạn sinh viên nâng cao cảnh giác hơn trước những chiêu trò lừa đảo chứng chỉ Anh văn đầy tinh vi. Hãy ghi chú lại các cảnh báo trong bản tin trên để có thể cập nhật thêm các kiến thức xã hội và tỉnh táo hơn trong mọi tình huống các bạn nhé. Và nếu như các bạn có mong muốn biết thêm nhiều thông tin xoay quanh chủ đề Anh văn thì đừng quên theo dõi Văn Lang TV, vì chúng tôi sẽ còn quay trở lại với nhiều số phát sóng khác mang theo những thông tin và kiến thức đầy thú vị, bổ ích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!